Kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ độ ẩm không khí còn cao, về đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dài rác với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Ban ngày trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ 29 đến 32 độ trong ngày mai. Sau đó, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ mỗi ngày. Khu vực Tây Bắc Bộ độ ẩm không khí thấp hơn, ban ngày nắng nhiều với cường độ nắng vào trưa chiều khá mạnh, còn chiều tối có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này cao hơn ở phía Đông Bắc Bộ, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Tại các tỉnh Duyên Hải miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dự báo trong 3 ngày tới, mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào lúc chiều tối trong thời đoạn ngắn. Tuy nhiên, trong cơn rông, có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong ngày trời đều có nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 31 đến 34 độ, sau tăng lên mức là 33 đến 37 độ, nắng nóng xuất hiện. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết ổn định, trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn, tập trung ở các tỉnh phía bắc của khu vực. Đến tối và đêm, nhiệt độ hạ về khoảng là còn 25 đến 28 độ, trời dịu mát mặc dù đã giữa tháng 4 nhưng khu vực Tây Nguyên vẫn trong tình trạng ít mưa, ngày nắng nhiều và nắng nóng xảy ra ở phần phía bắc của khu vực. Dự báo 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn duy trì ở trong khoảng là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ và ở ngưỡng nắng nóng. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ là nơi nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất trong suốt tháng 3 và từ đầu tháng 4 đến nay, dự báo là 3 ngày tới chưa có dấu hiệu suy giảm nắng nóng trên khu vực, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ, trời nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở mức cao, người dân cần chú ý đề phòng.